Rồi, hello, em Tú xin chào tất cả mọi người nhé. Thì nay em có về thêm một chiếc đèn model mới của Milwaukee. Thì đây là một dòng đèn khá là nhỏ gọn nhé, dành cho những anh em nào mà chuyên sửa xe, anh em chuyên thợ máy đó. Thì dòng đèn này nó là được đeo ở trên cổ nha mọi người. Thì mọi người thấy ở đây là cái hình miêu tả ở đây, thì mọi người sẽ đeo và trên cổ và đèn nó có thể xoay lên xoay xuống nè đó. Thì nay anh về được hai chiếc, mình sẽ review cho mọi người xem nhé. Rồi, model của con này nó là 2117 trừ 21, hàng nguyên siêu mới 100%. Bóc ra cho mọi người xem. Đây anh em, thì kèm theo thì nó sẽ có một sợi dây sạc USB và cổng ra của nó là sợi TC nhá. Rồi đây, đây thì anh em sẽ thấy đây là cái sạc cái đèn nhá. Thì ở bên này thì nó có là một cái khối pin, đó, một khối pin. Đó, anh em có thể tháo rời cái khối pin này ra và anh em có thể sử dụng thay một viên pin khác vào. Đó. Để mình xem thử siêu pin này thì đây, siêu pin này thì là pin 4V 12 Wh. Đó. Pin này nó có mã đó là 18-11-21-31. Pin này có dung lượng đó là 3A. Cell này thì được sản xuất tại China. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ lắp vào cho anh em xem thử nhé. Đây, cái nút đây là nút công tắc nè, tắt mở. Thì đèn này anh em có thể là bẻ lên bẻ xuống được. Đó. Rồi, bên này thì chúng ta sẽ có cái cổng, đây là cái cổng sạc nè. Vì thiết kế này á, thì khá là mềm mỏng đó, để cho anh em có thể là vừa đủ với kích thước cổ của anh em. Những anh em có thân hình có thể là size cổ lớn hơn thì anh em có thể là nới rộng cực kỳ thoải mái nha, đeo cực kỳ thoải mái luôn. Rồi, đèn này thì cũng khá là sáng, ánh sáng của nó là ánh sáng vàng nha, không phải ánh sáng trắng, thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng tới mắt của anh em. Thì cái đèn này rất là phù hợp cho những anh em thợ máy nè, anh em làm điện nè, hoặc là những anh em nào làm việc mà ở trong điều kiện mà thiếu ánh sáng thì anh em sắm một cái bộ này khá là ok. Rồi, thì đèn này hiện tại giá của nó đó là 2 triệu 6 nha anh em, 2 triệu 6. Những anh em nào quan tâm về chiếc đèn này thì anh em liên hệ cho mình qua số điện thoại 0703 249 910 hoặc là số Zalo 0343 256 802. Rồi, em Tú xin chào tất cả mọi người nhé.